Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Sonic Jumble có thể được xem là fun guide phiên bản lấy chủ đề từ loạt trò chơi Sonic the Hedgehog kinh điển. Cụ thể, mỗi trận đấu trong game sẽ bao gồm 32 người chơi tham gia thi đấu cùng nhau qua 3 vòng chơi. Mỗi vòng chơi đều có nội dung riêng biệt nhưng đều có mục tiêu chung là cố gắng không để mình bị loại và thu thập càng nhiều chiếc vòng càng tốt trong khi thi đấu. Bên cạnh đó, trong các vòng đấu thì sẽ có một số thứ mà nhân vật có thể tấn công phá hủy. Những thứ này khi bị phá hủy sẽ rơi ra những chiếc vòng để thu thập. Song song đó còn có vật phẩm tấn công cho phép nhân vật tấn công đối thủ và khiến họ rơi ra những chiếc vòng để cướp. Qua vòng chơi đầu tiên thì số người chơi tham gia còn lại sẽ bị giảm xuống còn 16 và qua vòng thứ hai thì con số này sẽ giảm xuống còn 8. Và vòng cuối thì các game thủ sẽ phải cạnh tranh trong việc thu thập các chiếc vòng, với việc người có số vòng nhiều nhất sẽ chiến thắng. Sonic Jumble có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa hoạt hình 3D tươi sáng và đầy màu sắc với tạo hình các nhân vật ngộ nghĩnh. Phần nhạc nền sống động vui nhộn làm tạo cảm giác hào hứng khi đang thi đấu. Lối chơi thi đấu vui nhộn và kỳ thú với thời gian của mỗi trận đấu đều khá là ngắn. Nội dung thi đấu khác nhau được chọn ngẫu nhiên cho các game thủ cạnh tranh. Được điều khiển các nhân vật quen thuộc như Sonic, Tail, Knuckle, Amy, Shadow. Không sầu bi, qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.